Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động Thành Phú nha. Ngày hôm nay thì em cũng lên tiếp tục một cái video nữa để giới thiệu thêm một số cái dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em ha. Đầu tiên em xin phép một phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Ngày hôm nay thì cái giọng em nó bị khan quá thì rất mong quý khách hàng thông cảm ha, cố gắng nghe giúp em ha. Bên em là cửa hàng di động Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện nha. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube cho bên em để like thì với tên là cửa hàng bên em luôn, đó là tên di động Thành Phú. Quý khách hàng có thể gõ tìm kiếm để xem lại những cái video bán hàng bên em cũng như là những cái chương trình giới thiệu máy nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971 172 105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất. Đặc biệt là bên em là bảo hành là lỗi là sẽ đổi chứ không có thay sửa nha. Thì để xem lại những cái chương trình bên em, tại vì ngày hôm nay thì cái tiếng của em nó bị ho mấy ngày nay á mọi người, thì quý khách hàng có thể xem lại những cái chương trình trước để xem những chương trình review máy cái giọng nó rõ hơn ha, bằng cách mình vào ứng dụng YouTube nè, YouTube mình gõ chữ di động Thành Phú giúp em ha. Đây này, em đã đăng những cái video, những cái kênh, những cái giới thiệu hàng ngày luôn. Hoặc nếu như quý khách hàng không có đủ thời gian để xem chi tiết từng video, mình có thể bấm vào cái kênh di động thứ hai nè, em để là nội dung là kênh thứ hai di động Thành Phú nè. Kênh này đang có 1.001 người đăng ký. Kênh này thì em đăng khoảng tầm 100 video thôi. Trên này em sẽ báo giá nhanh hơn, một video khoảng tầm 2-3 phút thôi, em báo giá nhanh hơn nha mọi người nha. Đấy. Dạ rồi, thì cũng không làm mất thời gian của mọi người, thì bây giờ mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Thì cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay đó là một cái dòng Oppo nha mọi người nha. Thì một lần nữa em xin mong tất cả các quý khách hàng thông cảm, tại vì cái giọng của em nó đang rất rất là bị khan, nhiều lúc là nói ra quý khách hàng có thể là nghe không có rõ, thì quý khách hàng thông cảm giúp em nha. Nói chung là em cũng cố gắng lắm rồi. Bây giờ mình sẽ vào luôn cái dòng sản phẩm đầu tiên, đó là một cái dòng Oppo. Ở đây thì bên em có về được cái hàng Oppo A93s. Thì cái dòng này đợt đầu tuần trước thì bên em cũng đã về được một ít rồi, đợt này thì cũng có về thêm được nữa nha mọi người nha. Dòng này là dòng cấu hình cao giá rẻ, ở bên trong thì em tặng đầy đủ phụ kiện luôn. Nói chung Oppo bên em thì bán ra em gồm có là cốc, cáp, sạc và tai nghe. Bên trong này có một chiếc ốp lưng nha. Đấy. Và đây thì sẽ là máy. Máy Oppo A93s đó, thì bên em sẽ có hai mã màu, đó là mã màu trắng và mã màu đen. Dòng này thì làm cái nắp lưng giả nhám nha mọi người nha. Nắp lưng giả nhám mình nhìn khá là đẹp và sang trọng. Dòng này nó là dòng cấu hình cao mà mức giá khá là rẻ. Bên em thì đang bán với mức giá máy trần như thế này nè, tức là mình bỏ nguyên cái hộp phụ kiện này lại, mình chỉ lấy máy trần thôi thì chỉ có 2 triệu chín thôi. Đấy. Còn nếu như quý khách hàng lấy full box như thế kia đầy đủ phụ kiện luôn thì bên em với mức giá sẽ là 3 triệu mốt nha. Đấy. Anh em sẽ thử mở một máy, hai máy hai màu thì nó tình trạng thì nói chung là tình trạng thì nó sẽ đều là hàng chính chính nha mọi người nha. Hàng này em sẽ bao cho quý khách hàng đó là men zin, màng zin, kể cả vỏ vẫn là vỏ zin của nó luôn. Đấy. Máy thì đẹp keng chính chính nha mọi người nha. Những cái lô máy này á, thì thực chất là mình bóc trực tiếp từ hãng hết. Những cái lô này là kiểu như là những cái hàng trưng bày thôi, hàng trưng bày rồi nó trôi bảo hành, nó thanh lý lại cho mình thôi. Đấy. Máy em sẽ bao cho mọi người là men zin màng zin luôn. Dòng này cấu hình nó khá là cao. Đầu tiên là màn hình của nó sẽ là 6.5 inch nè. Độ phân giải của nó sẽ được là full HD nha mọi người nha. Full HD cộng, tức là cái dòng này độ phân giải khá là cao. Nó sẽ được là full HD cộng nha. Còn về thiết kế của nó thì thiết kế bo tròn, nói chung Oppo thì đa số là thiết kế bo tròn. Nó vẫn giữ được cái jack tai nghe 3.5 cho mình nè, một cái mic thoại nè, một cái cổng sạc nè và một màn loa ha. Đấy, màn loa. Cảm biến vân tay tích hợp trong nút nguồn nha. Phía sau sẽ gồm có 3 cam và một cái đèn blast ở đây. Nó sẽ có logo 5G ở đây nha mọi người nha. Cam chính của nó sẽ lên đó là 48 megapixel. Đấy, mình sẽ test cái cam nó luôn. Khá là rõ luôn ấy. Nó sẽ có cái góc nhân 2 lên, góc rộng nè. Quay phim nè. Đấy. Rất là rõ nha mọi người nha. Dòng này quay phim chụp ảnh rất là rõ. Đây là cái mức của camera trước nè. Mình đang quay phim ở cam trước nhưng mà nó sẽ tích hợp luôn chế độ làm đẹp luôn. Đây là camera trước. Nó sẽ có cái chế độ chụp chân dung, xóa phông nè. Nhiều cái chế độ chụp ảnh như là chụp ảnh chuyên nghiệp, siêu HD nè. Rồi slow motion này kia nọ, nhận dạng AI. Nói chung là nhiều cái chế độ chụp ảnh trên con này. Tại vì con này nó vẫn là dòng đời mới nha mọi người nha. Mình sẽ vào thông tin thiết bị nè. Tên Oppo của nó là Oppo A93s phiên bản 5G. Bộ nhớ sẽ lên đó là 256GB. Chip Dimensity 700 5G. Thì tăng tối đa cái hiệu năng và giảm độ nóng nha. RAM thì sẽ là RAM 8 cộng 5, thì tương đương cho nó là RAM 13GB. Đấy. Phiên bản Android là Android 12, sử dụng 2 SIM nha. Em sẽ lấy cái quay lấy SIM đó nha.
Mỗi sử dụng hai sim cho quý khách hàng tiện lợi sử dụng ha. Và dòng này á thì nó tiện hơn nữa là cái sim của nó thì nó sử dụng là 3 khay, khay sim 1, khay sim 2 và khay thẻ nhớ hoàn toàn riêng biệt nha, chứ nó không có tích hợp với khay sim 2 vào khay thẻ nhớ nha. Đấy. Nó giúp cho mình vừa sử dụng thẻ nhớ vừa sử dụng một lúc hai sim luôn, thoải mái nha mọi người nha. Pin dòng này thì nó sẽ được là pin 5000, pin 5000 và nó hỗ trợ sạc tối đa lên đó là 18W cho mọi người nha. Còn này hỗ trợ sạc tối đa lên đó là 18W. Chế độ bảo hành bên em vẫn sẽ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Con này thì với mức giá máy trần thì chưa đến 3 triệu đồng, thì chỉ có 2 triệu 9 thôi. Thì tính ra là những cái điểm mạnh của nó là như em đánh giá cao đó là pin 5000 là cái điểm mạnh thứ nhất. Thứ hai nữa là cấu hình 5G và bộ nhớ sẽ lên đó là 256GB. Đấy. Máy thì bao máy nguyên zin luôn. RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, chip Dimensity 700 thì cái này em bao cho mọi người chơi tất cả các game luôn nha. Hoặc là xử lý tất cả các ứng dụng hiện tại luôn. Đấy. Rất là nhanh nhạy và mượt nha. Loa cũng khá là to, loa con này thì khá là to nha mọi người nha. Theo nhận định của em thì loa cái con A53S này nó khá là to. Tôi sẽ mở wifi lên. Tôi sẽ vào một bài nhạc thử đi ha. Đấy. Đây thì theo nhận định thì nó khá là to nha mọi người nha. Đấy. Mặc dù là sử dụng có một màn loa thôi nhưng mà loa cực kỳ to đấy. Đó. Khá là hợp lý luôn ha. Với mức giá bên em đang bán là chỉ có 2 triệu 9 cho mấy trần thôi. Còn nếu mà mọi người lấy full box thì hỗ trợ giúp em đó là 200 ngàn, tức là 3 triệu 1 nha mọi người nha. Đây, màu trắng và màu đen, hai màu này nha mọi người nha. Màu trắng và màu đen. Đấy. Ở đây thì em cũng còn sót được một cây Oppo A53s. Thì dòng này ngày hôm qua em cũng đã có giới thiệu cho mọi người rồi. Dòng A53s ở đây em sót được một máy màu đen nha mọi người nha. Cây này thì thực chất A53s em về là hết hàng, về là hết hàng. Ở đây em chỉ còn có một cây máy màu đen và một cái máy màu xanh, tức là chỉ còn có đúng hai máy như thế này thôi. Quý khách hàng cũng có thể lấy full box hoặc có thể lấy máy trần. Full box thì bên em 2 triệu 4, còn nếu như máy trần thì bên em nó chỉ có là 2 triệu 250 thôi, tức là mình sẽ được giảm như 150 nha. Bản này thì pin vẫn 5000, màn hình 6.5, nhưng mà cây RAM và bộ nhớ nó chỉ có là RAM 6GB và bộ nhớ 128GB thôi. Vẫn là máy 5G nha mọi người nha, sử dụng hai sim. Đấy. Dòng này thì em có giới thiệu ngày hôm qua khá là kỹ rồi nha. Cho nên là mình những dòng nào mà hôm qua có giới thiệu rồi thì ngày hôm nay em sẽ lướt qua thôi nha mọi người nha. Tiếp đến thì mình sẽ về với một số cái con máy giá rẻ trước đi ha. Và để đến với một con máy giá rẻ thì mình sẽ vào một cái món phụ kiện trước. Thì ngày hôm nay cũng là thanh lý đợt Tết, em thanh lý hết kho luôn. Thì trong kho của em chỉ còn có đúng một cái camera của công ty thôi nha mọi người nha. Camera EZVIC phiên bản 4 mê nha. Dòng này thì nó sẽ có trên thị trường rất là nhiều. Nó sẽ có phiên bản 4 mê và phiên bản 2 mê. Phiên bản 2 mê thì đợt vừa rồi bên em bán chỉ có mức giá là 360.000 thôi, cách đây khoảng tầm hơn một tuần. Còn phiên bản 4 mê này bên em đang bán là 750.000 nha mọi người nha, 750.000. Nó cũng giống nhau thôi, tại vì quý khách hàng mình có thể so sánh giá được. Tại vì khi mình chụp cái hình cái con này nè, mình so sánh giá thì mình sẽ biết được. Nó sẽ có hai bản. Nhưng mà bản của thị trường Trung Quốc á, tức là bản nội địa ở trong thị trường Trung Quốc á, thì nó sẽ có được cái bản đó là lên được 8 mê nữa. Đó là bản nội địa của thị trường Trung Quốc. Nhưng mà thực chất cái bản đấy thì bên em không kinh doanh đâu. Bên em kinh doanh là hàng chính hãng nha mọi người nha. Dòng này là công ty của Việt Nam mình nhập về mình sẽ được bảo hành luôn. Dòng này mình sẽ được bảo hành tại công ty nha mọi người nha. Đấy. Đây là camera trong nhà chứ không phải camera ngoài trời ha. Nếu mà dính mưa, dính đồ thì nó sẽ hư. Đấy, dòng này chỉ là camera trong nhà thôi. Nhưng mà cái độ phân giải của nó sẽ lên đến là 2K, nó quay ban ngày, ban đêm. Đấy, ban đêm thì nó sẽ quay trắng đen. Còn ban ngày nó sẽ quay màu bình thường luôn nha mọi người nha. Độ phân giải của nó sẽ được là 4 mê. Bên em sẽ tặng kèm cho mọi người là một cái chân xoay. Đó là một cái chân để mình khoan vào tường ấy, một cái đế xoay. Và kèm theo đó là một thẻ nhớ 64GB nha mọi người nha. Kèm theo là mình là một cái thẻ nhớ SanDisk 64GB để cho mọi người lưu trữ ha. Thì thực chất á, bình thường là bên em hay tặng là tặng cái thẻ nhớ 16GB á. Nhưng mà ở đây em chỉ còn có đúng một cái thôi. Đấy, em thanh lý lại mức giá là 750.000. Tặng thêm một cái chân xoay, tức là một cái đế để cho mình xoay mình khoan vào tường để mình bắt cam lên. Và kèm theo một cái thẻ nhớ 64GB nữa nha mọi người nha. 750 thôi. Đấy.
Quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước, bên em sẽ miễn phí vận chuyển luôn nha. Còn bình thường chi phí vận chuyển bên em những món phụ kiện nó chỉ là đồng giá là 30.000 chi phí vận chuyển. Và điện thoại thì sẽ đồng giá là 40.000 chi phí vận chuyển. Còn nếu như quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước 100% thì bên em đều miễn phí vận chuyển hết nha. Đấy. Tiếp đến thì những cái dòng máy như là iPhone giá rẻ, thì thật chất là iPhone giá rẻ thì ngày hôm qua em đã lên cho mọi người khá là nhiều. iPhone giá rẻ thì bên em ở đây em có được iPhone 5 SE nè. 5 SE 32 GB máy nguyên zin đẹp keng 99 5 SE nha. Màn hình dòng này thì nó có hơi ngã vàng một tí ở khuôn viền thôi, tại vì cái màn zin của nó thì tới thời điểm bây giờ cũng đã vài năm rồi, cho nên là nó sẽ có ám ám một tí nha. Đấy. Nhưng mà bù lại là máy nguyên zin hết. iOS lên được với iOS 15, cho nên là tất cả ứng dụng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok tải ok hết nha mọi người nha. Với mức giá là 1 triệu tư cho máy trần, nếu như mình lấy phụ kiện thì cộng giúp em là 100 ngàn. Cũng là iPhone thì iPhone XS. Đây là những cái dòng iPhone XS máy zin. Tính ra là cái đợt Tết này iPhone XS bên em về khá là nhiều, tại vì nó là cái dòng mức tầm trung nhưng mà cấu hình cao. Những dòng này bây giờ nó hiện tại bây giờ nó có thể cập nhật lên iOS cao nhất hiện tại bây giờ luôn. XS thì em sẽ có bản 64 GB, nó là 4 triệu 6, và bản 256 GB nó là 4 triệu 9, thì nó sẽ chênh lệch nhau là 300 ngàn. Tính ra là so với cái thời gian trước Tết thì nó bên em đã giảm giá lên được khoảng tầm 600 ngàn một máy rồi. 4 triệu 9, tại vì đợt vừa rồi em bán 5 triệu 6, 5 triệu 7 cho cái hàng XS lần. Nhưng mà lô này em về lô Tết nó khá là nhiều, thực chất là nó đủ màu cho quý khách hàng lựa chọn luôn. Đấy, có màu vàng, màu đen và màu bạc, nó đủ màu luôn nha mọi người nha. Thì với mức giá bên em đang bán ra là 4 triệu 6 với 4 triệu 9. Mức giá này đã có phụ kiện rồi nha. 4 triệu 6 sẽ là 64 GB và 4 triệu 9 thì sẽ là 256 GB. iPhone XS máy đẹp keng 98-99% nha. Em sẽ bao cho mọi người là máy nguyên zin hết nha. iPhone 11, 11 Pro Max thì đợt này vẫn có hàng nha mọi người nha. 11, 11 Pro Max hoặc là XS Max. XS Max thì ở đây trên bàn của em không có soạn ra, nhưng mà XS Max bên em vẫn có nha. 11 thì bên em nó đang là 6 triệu 1, 11 Pro Max thì bên em nó đang là 9 triệu 7 nha mọi người nha. Đấy. Tất cả đều là bản 64 GB hết nha. Máy đẹp keng em bao đánh đồng là khoảng tầm 98-99%. Đấy, máy nguyên zin nha. iPhone 11 và 11 Pro Max nha mọi người nha. Bản 64 GB. Đó là hai cái mã máy này bên em. Đấy. Ngoài những cái dòng 11, 11 Pro Max thì bên em vẫn có luôn những cái dòng 12 Pro Max, 13 Pro Max thì hiện tại bên em đang hết, 14 Pro Max em đang hết. Đấy. Và ở đây em còn được 12 Pro Max, 11 Pro Max và iPhone 11 XS và XS Max. Và những cái dòng như là iPhone 8, iPhone 7 thì bây giờ hiện tại em đang hết nha mọi người nha. 11, 11 Pro Max nè. Với mức giá là 6 triệu 1 cho 11, và 11 Pro Max thì sẽ là 9 triệu 7 nha. Mức giá này là áp dụng là hàng zin nguyên nha mọi người nha. Hàng này thì em đang báo là hàng zin nguyên nha. Tiếp đến thì những cái dòng máy giá rẻ tiếp thì ở đây em có thêm được một cái cây LG G7 nha mọi người nha. Đây là một cái LG G7. Hàng zin đẹp. Đấy. Máy đẹp keng như mới luôn nha mọi người nha. Con này là như mới luôn. Con này thì nó về chung với cái hàng mới của em đợt vừa rồi á. Cái điểm trừ duy nhất của cây này là nó bị hao nguồn một tí nha mọi người nha. Tức là trong vòng một ngày nó sẽ tự hao nguồn, thì rơi vào khoảng tầm 15 đến 20%. Đấy. Tức là cái độ hao nguồn của cây này nha mọi người nha. Hao nguồn là do ở trên main thôi, chứ thực chất nếu mà do pin là tụi em thay pin ngay. Con này là do nó bị lỗi trên main thôi. Đấy. Con này thì em bán thanh lý lại thôi. Thì con này thì bên em đang thanh lý lại với mức giá là chỉ có 1 triệu 400 ngàn thôi, 1 triệu tư. Tất tần tật tất cả chức năng em bao full cho mọi người là 100%. Đấy. Máy đẹp như mới luôn, đẹp như mới luôn. Chẳng qua là nó bị hao nguồn khoảng tầm 15 đến 20% trong vòng khoảng tầm một ngày. Đấy, trong vòng khoảng tầm một ngày lận nha. RAM 4 GB và bộ nhớ 64 GB, màn hình 6.1, độ phân giải là 2K cộng nha mọi người nha. LG G7, những con này mình mua về để mình làm quay phim, quay vlog gọi là khá là hợp lý luôn. Tại vì cơ bản là tại sao nó quay phim chụp ảnh đẹp, nhưng mà mức giá của nó chưa đến 1 triệu rưỡi. Đấy. RAM 4 GB và bộ nhớ của nó sẽ là 64 GB nha. Quay phim có đèn flash luôn. Đấy. Quay phim cũng rất là rõ nha mọi người nha. Quay phim chụp ảnh rất là rõ. Đấy. Còn đây là cái mức của camera trước. Nói chung cái hàng G7 á, thì về quay phim, quay chụp ảnh này kia nọ thì nó rất là rõ. Về độ nhanh, độ nhạy, độ mượt thì con này nó gọi là nó đỉnh điểm trong những cái hàng tầm giá dưới 2 triệu. Em đảm bảo luôn, những cái mặt hàng mà dưới 2 triệu thì không con nào mượt qua cây này. Em dám đảm bảo luôn, về độ mượt và về cái độ hiển thị của cây này. Em đảm bảo tất cả các mặt hàng dưới 2 triệu
trừ những cái hàng như hàng cũ giá rẻ, những cái hàng Google Pixel hay là những cái hàng mà Sony LG khác thôi, những cái hàng mà thanh lý giá rẻ. Còn ví dụ như so với những cái dòng như là Oppo hay là Realme hay là những cái dòng mà Vivo này kia nọ, thì với cái tầm giá dưới 2 triệu em đảm bảo không cây nào vượt qua cây này luôn. Nhưng mà bù lại cây này nó có một cái điểm trừ, đó là nó bị hao nguồn nhẹ thôi đấy. Còn về camera con này nó vẫn vượt trội hơn những con kia rất là nhiều, em dám đảm bảo luôn, nó vẫn vượt trội hơn những con kia rất là nhiều nha. Mức giá em thanh lý là chỉ có 1,4 triệu thôi nha mọi người nha. Đấy, đem về sử dụng làm con máy phụ khá là hợp lý. Hoặc là những khách hàng mà mình sử dụng cái điện thoại của mình giống như là mình làm giao hàng hoặc là mình làm Grab ấy, để mình sử dụng cái điện thoại thường xuyên ấy, thì những con này khá là hợp lý. Tại vì những anh mà sử dụng, những anh chị mà có công việc mà làm Grab ấy, sử dụng Grab ấy, ứng dụng mà hoặc là giao hàng ấy, thì con máy của mình hoạt động liên tục một ngày chắc chắn là pin nó sẽ không đủ rồi. Mọi những anh chị mà làm công việc này chắc chắn sẽ có những cái bộ sạc dự phòng đi kèm, hoặc là mình cắm trực tiếp vào xe, thì con này mình đưa lên cắm sử dụng ok luôn. Em dám đảm bảo thay vì sử dụng những con Oppo mà trong cái tầm giá này để mình đi làm giao hàng, thì những con này nó vượt trội hơn rất là nhiều, em dám đảm bảo luôn nha mọi người nha. Đấy, chỉ với mức giá là 1,4 triệu thôi. Con này máy em sẽ bao cho mọi người là đẹp keng gần như mới luôn đấy, đẹp keng chính luôn. Những con này thì em hãy dán những cái này để cho trong cái quá trình review của mình nó không có bị kiểu như là nó bị trầy xước các mọi người. Tiếp đến thì mình cứ đi hết những cái con máy thanh lý trước ha. Tiếp theo ở đây em sẽ có được một cây Oppo A5s. Cây này thì em thanh lý là chỉ có 1 triệu thôi nha mọi người nha. Đấy, cây này thì em thu được của khách. Thì chiếc cây này em sẽ bao cho mọi người được là cái màn hình zin nè. Đấy, màn zin nhưng mà pin là pin thay mới rồi nha mọi người nha. Pin con này là pin thay mới rồi. Đấy, cây này là LG, cây này là Oppo A5s nha mọi người nha. Oppo A5s. Đấy, nó sẽ giảm bớt cái độ sáng một tí ha. Cây này thì nó sẽ chạy cho mình phiên bản Android sẽ là Android 8. Nó bản nâng cấp RAM thì sẽ được RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đến là 128GB nha mọi người nha. Đấy, RAM 6, bộ nhớ 128, nó sử dụng cho mình là hai SIM nha, nó sử dụng là hai SIM. Đấy, camera trong này cũng khá là ok, nói chung là cũng nằm mới mức tầm tầm trung thôi chứ không gọi là quá cao nha mọi người nha, tầm mức tầm trung không gọi là quá cao ha. Cam sau cây này thì nó hơi mờ một tí nè đấy. Nhưng mà em thanh lý là chỉ có 1 triệu thôi. Cây này nó vẫn sử dụng sim nghe gọi bình thường, hai sim hai sóng bình thường luôn nha mọi người nha. Nói chung là tất cả chức năng em bao full hết, chỉ có điều là camera của nó sau nó hơi mờ, và con này nó là hàng thay pin cho nên là hàng này bên em thanh lý thôi. Để mọi người thấy là cái camera nó hơi mờ một tí nè, cam sau nè, tức là cam sau nó không có lấy nét được ấy, nhưng mà cam trước thì vẫn bình thường nha. Cam trước thì cái mức camera của nó, cái độ phân giải nó nằm ở mức trung bình thì nó vẫn hoạt động bình thường đấy, nó không có ảnh hưởng gì đến cam trước cả. Zalo, Facebook, YouTube hoặc là những hoạt động giải trí thì đều hoạt động bình thường hết nha mọi người nha. Đấy, em thanh lý là chỉ có 1 triệu thôi. Mức giá này thì em có tặng kèm cho mình đó là một bộ sạc cáp nha, vẫn hoạt động full hết nha mọi người nha. Dòng này nó hỗ trợ là sạc micro, vẫn là jack 3.5 ở đây và màng loa ở đây nha. Đấy, con này thì máy thanh lý lại thôi, em thanh lý là chỉ có 1 triệu thôi nha mọi người nha. Oppo A5s nha. Tiếp đến nữa thì mình sẽ có một cây máy thanh lý giá rẻ nữa, đó là một cây LG VVS. Đây, cây này là cây LG VVS, máy đẹp keng luôn nha mọi người nha. Cái điểm trừ cây này thì nó cũng giống như cái 2G7 vừa rồi, thì nó là hàng cây này nó bị hao nguồn nhẹ nha mọi người nha. Cây này thì nó khoảng tầm 20% một ngày đấy, tức là cái độ hao nguồn của nó thì khoảng tầm 20% một ngày nha mọi người nha. Cây này hiện tại bên em đang kiểu như là nó về chung với một cái lô mới thôi, bên em đang bán gọi là cắt lỗ cây này gần như là lỗ hơn 1 triệu đồng đấy, cây này bán lỗ ra gần hơn 1 triệu đồng. Cây này là nó bị trên main nha mọi người nha. Nó bị lỗi này là nó lỗi trên main chứ không phải là lỗi trên trên thân máy ha, nó lỗi trên main. Cây này thì bên em đang bán ra đầy đủ phụ kiện của nó luôn, ốp lưng, sạc nhanh, wireless sim, thì bên em đang bán ra chỉ có mức giá là 2,5 triệu thôi. Tính ra là nó rẻ hơn một cái màn hình luôn, ý nó mắc hơn một cái màn hình khoảng tầm 200 ngàn. Tại vì cái màn hình của cái LG VVS á, mà khi mà quý khách hàng mua thay mới á, ví dụ như mình có một cái máy nó bể màn hình đó, mà mình mua một cái màn hình mới thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 2,3 triệu, 2,4 triệu rồi. Nhưng mà màn hãng luôn nó khoảng tầm 2,6 triệu lận, mà màn hãng thì mình phải đặt trước.
Còn nếu mình mua ngoài thị trường những cái công ty linh kiện ấy, thì màn hình nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu 3 đến 2 triệu 4. Mà cái này là nguyên một cây máy, em bán là chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Đấy. Em bao cho mọi người là máy full chức năng nha. Con này em bao cho mọi người là full chức năng luôn. Giống như camera trước nè, camera sau nè. Bỏ sim nghe gọi bình thường hết nha mọi người nha. LCVVS nó sử dụng là một sim. Đấy. Cây này thì nói chung là cái điểm trừ duy nhất của nó là nó chỉ có là bị về về cái vấn đề là bị hao nguồn đó thôi. Chỉ còn lại tất tần tật tất cả chức năng em bao full hết nha mọi người nha. Đấy. RAM thì nó sẽ là bản RAM 8 GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đó là 128 GB nha. RAM 8 bộ nhớ 128. Đấy. Máy full chức năng nha mọi người nha. Đấy, full chức năng luôn. Nói chung là em sẽ bao cho mọi người là full chức năng. Hàng này là hàng thanh lý nha mọi người nha. Đấy. Còn này là máy thanh lý ha. Máy đẹp luôn á, nói chung là từ bên ngoài cho đến bên trong máy đẹp luôn nha mọi người nha. Nó vẫn là kiểu như là hàng đã hàng kiểu như là hàng trưng bày á, được rồi là nó kiểu là cái lô máy em về là nó là hàng trưng bày á. Em bán ra là mức giá 3 triệu 6 cho full box đó mọi người. Con này cắt lỗ là lỗ hơn 1 triệu. Nó rơi vào khoảng là 1 triệu mốt, bán là chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Đấy. Đấy. Còn nhà nếu như mà cái mình đánh đồng á, thì tình trạng của nó mình đánh cho nó khoảng tầm 99%, chứ thực chất là khi mà mình nhìn mình soi thật kỹ á, nếu như coi này soi thật kỹ ấy, thì mình sẽ thấy nó sẽ có một cái ngã ám nhẹ một tí ti ở đây thôi. Đấy, ám nhẹ một tí ti thôi. Tại vì đó là hàng đã qua sử dụng thì bắt buộc rồi. Mình nhìn vào là nếu mà mình soi kỹ thì mình sẽ thấy được những cái điểm trừ của nó. Nhưng mà ở đây thì ví dụ như là ở đây thì tại vì em là em làm màn hình rất là nhiều, một ngày em tiếp xúc rất là nhiều màn hình cho nên nhìn vào em sẽ biết ngay. Chứ còn nếu như quý cái này đem về sử dụng thì không bao giờ thấy được. Con này đặc biệt nếu như quý cái này không lấy phụ kiện á, em sẽ giảm thêm nữa. Mình không lấy phụ kiện em sẽ giảm thêm cho mọi người là 150 ngàn tiền phụ kiện, tức là không lấy ốp lưng, không lấy sạc nhanh á, em sẽ giảm thêm 150 ngàn nữa thì tính ra còn có 2 triệu 350 ngàn à, là nó mới bằng có một cây G8 mấy trần rồi đấy. Mà nó là LCVVS nha, LCVVS 5G đấy. Dòng này thì RAM 8 GB, bộ nhớ sẽ là 128 GB, màn hình BOLED đấy, độ rộng sẽ là 6.8 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng nha mọi người nha. Camera sau sẽ là 48 MP, pin sẽ được là 4.300, hỗ trợ sạc nhanh nha. Đấy. Nội mình mua về để mình quay phim chụp ảnh thôi, để mình làm vlog, làm video thôi, là con này nó gọi là quá lời rồi. Hoặc là mua về bóc màn, bán màn và bóc linh kiện thì con này cũng gọi là lời rồi. Tại vì ở đây cận Tết bên em những cái máy sát bên em rất rất là nhiều. Thực chất cận Tết là máy sát bên em rất là nhiều. Kỹ thuật bên em là tranh thủ gọi là dọn full dòng máy. Dọn dọn được cây nào hay cây đấy, dọn được cây nào thanh lý cây đấy. Full dòng máy, nói chung là máy sát VVS thì bên em cũng khá là nhiều những cái con máy mà hao nguồn nhẹ như này thì không có đủ thời gian để mà xử lý, mà thực chất nó bị trên men thì xử lý không trước thì sau nó vẫn sẽ bị lại, cho nên là mình xử lý nó vừa mất công nó vừa tốn kém mà mức giá thành nó vẫn bán ra nó vẫn vậy rồi. Cho nên em để ý và em bán luôn nha mọi người nha, 2 triệu 350 ngàn cho một con máy tròn đấy, đó là LG VVS nha mọi người nha, cũng là cái hàng thanh lý giá rẻ. Mình sẽ đi tiếp một vài cái máy nữa nha. Đó là một cây Samsung Note 9. Ở đây em có được một cây Samsung Note 9 bản hàng. Đấy. Một cây máy bản hàng nha mọi người nha. Cây này được lên sẵn hai sim. Cây này thì nó sẽ có cái điểm trừ của nó riêng. Đầu tiên thì là cái khay sim nó không đụng màu trước đây nè. Đấy. Khay sim cây này nó là màu 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 màu, màu đồng nha mọi người nha, nhưng mà khay sim nó là màu đen. Tại vì cái khay sim màu đồng này bên em đang bị mất rồi. Thực chất là khi cây này nó về nó không có khay sim. Nói thẳng là như vậy, bên em không có cái khay sim màu đồng để thay thế vào, mà có sẵn cái khay sim, những cái khay sim màu đen bây giờ em thả vào luôn nha mọi người nha. Tại vì thực chất mà cận Tết này mà mình đi lấy những cái khay sim này á, tại vì những cái khay sim mà khay sim máy hàng cũng như là khay sim ba này mình mua thì nó gửi rất là lâu, thực chất luôn gửi rất là lâu về mới có được khay sim, nên cho nên là em bỏ và em bán luôn. Thực chất nó không ảnh hưởng gì hết, nó vẫn là khay sim của nó chính, nó vẫn khay sim sử dụng sim bình thường, nó chỉ khác cái là khác màu một tí thôi nha. Cây này thì bên em đang thanh lý lại cho mọi người là chỉ mức giá là 3 triệu 200 ngàn thôi. Và tại sao nó có mức giá rẻ như vậy? Là cây này màn hình nó bị ám nhẹ nha mọi người nha. Nó ám cực kỳ nhẹ luôn. Đấy. Mình sẽ thấy là ở cái khung phần mà ba cái phím điều hướng nè. Đấy, ba cái phím điều hướng nè. Nó sẽ có một cái khung ám nhỏ một tí ti ở đây nè. Nó khoảng tầm nửa lóng tay. Đấy. Một khung ám ngang ở đây. Rất là nhỏ nha mọi người nha. Nói chung là rất là nhỏ. Cái này mình nhìn vào mình sẽ không thấy được đâu. Thực chất luôn. Tại vì cái khung ám này nó rất là nhỏ, mình nhìn vào như mình để màn hình chính luôn, mình nhìn cũng không thấy được. Trừ khi mà mọi người vào một cái màn hình trắng luôn á, mình mới thấy được nha. Đấy, nói chung là cái này nó ám cực kỳ nhỏ. Em đảm bảo nếu như quý khách hàng không nhìn kỹ không bao giờ nhìn ra được. Đấy, không bao giờ nhìn ra được.
cái đồ ám ngang này nó rất là nhỏ thôi nha, rất là nhỏ thôi. Cái này mà mình để về cái chế độ chủ đề màu tối là đặc biệt luôn, là mất hẳn luôn đấy, mất hẳn luôn, không thấy gì nữa nha mọi người nha. Kể cả cái đồ ám này nó nhỏ tới cái mức mà mình để cái màn hình nền này là mình đã không thấy rồi nè đấy, mình để cái màn hình nền thôi là mình đã không thấy rồi, nó rất là nhỏ nhưng nó vẫn là một cái điểm trừ trên một con máy. Cho nên bên em bán ra vẫn sẽ báo chính xác tình trạng như vậy, ừ con máy ám em báo ám. Chứ để mà về khách hàng kiểu như là ngồi lấy đèn ra rồi rọi, lấy đèn flash ra rọi rồi thấy phát hiện kêu ừ ông này ông nói ông làm ăn không đúng như như vậy mất công đấy. Với lại cơ bản là mặt hàng bên em gửi đi thì quý khách hàng sẽ được khui hàng kiểm tra ngay tại chỗ, cho nên là mình không có phải lo mua gà gửi vịt đâu. Cái vấn đề mà mua hàng trên mạng bây giờ là nó gọi là thịnh hành, nhưng không phải chỗ nào người ta bán cũng như cái lời người ta nói. Ví dụ như có nhiều chỗ quý khách hàng mua nó đâu cho kiểm tra hàng đâu, mình nhận hàng không đúng như vậy, rồi tới khi bảo hành không biết tìm ai thì mai. Cái vấn đề đó là vấn đề mà lo lắng nhất trong cái thời điểm hiện tại bây giờ luôn. Tại vì cái thời điểm bây giờ là người ta mua hàng trên mạng rất là nhiều, nhưng mà mình mua đi rồi mình không biết bảo hành ở đâu, rồi không biết ông đó bán hàng như thế nào, thực chất là như vậy. Bởi vậy những khách hàng mà mới á, mà đang xem video bên em á, hoặc là mua hàng bên em, hoặc là không cần mua hàng bên em, thực chất là không cần thiết phải mua hàng bên em cũng hướng dẫn cho mọi người là mình mua hàng ở đâu cũng được, nhưng mình phải yêu cầu cái bên shop bán hàng cho mình á, cho mình khui hàng kiểm tra ngay tại chỗ đấy. Chứ lỡ mà bỏ tiền đã đồng tiền làm ra nó cực khổ rồi, thực chất thì một vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn hoặc vài triệu đồng nó cực kỳ khó khăn để làm ra trong cái thời, trong cái năm kinh tế thất thát như phát như thế này. Nhưng mà mình mua mà mình bị lừa, ví dụ mua cái máy này nó không đúng như ý của mình, người ta giới thiệu là 100% độ tốt, độ vẽ, độ đẹp như vậy, mà tại sao khi mình nhận mình không giống, mình đặt con máy A ông gửi con máy B, mình đặt con máy B ông gửi con máy C đó, vừa tiền mất tật mang ấy, cái đó người ta gọi là tiền mất tật mang ấy. Bởi vậy không cần thiết phải mua hàng bên em, mọi người mua hàng chỗ nào cũng được, nhưng phải yêu cầu cái cửa hàng đó, cái shop bán hàng đó cho mình khui hàng kiểm tra đấy. Bởi vậy tất cả cái đơn hàng của em, mọi người mua hàng bên em thì sẽ biết được là sẽ được khui hàng kiểm tra trước, cho nên mình không có cần phải lo. Hoặc những khách hàng mà mới mình chưa biết về cửa hàng bên em nhiều, mình có thể bình luận ở dưới video mình hỏi là ai đã mua hàng cửa hàng bên em chưa, hoặc những khách hàng đã mua hàng bên em rồi thì mình có thể giúp em để lại một bình luận cho những khách hàng mới, người ta có thể biết thêm về cái cửa hàng bên em làm ăn như thế nào nha. Vậy rồi cũng không nói làm ngoài luồng, cũng mất thời gian của mọi người, mình quay lại cái này ha. Đây là một cái máy Note 9 bản hàng, bên em lên sẵn hai sim nha. Cái này là công nghệ màn hình của nó sẽ là Super AMOLED, độ rộng 6.4 inch nè, độ phân giải sẽ lên đến 2K cộng. Bản hàng thì sẽ chạy chip Exynos 9810, RAM 6 và bộ nhớ 128GB nha mọi người nha. Đấy. Màn hình ám nhẹ. Bởi vì cái màn hình ám á, mà khi mọi người vào thì mình sẽ thấy cái cam trước nó sẽ hiển thị rất là rõ về cái độ màn hình ám. Mình sẽ thấy cái mặt của mình nó bị ngã vàng ấy. Đấy. Bởi vì cái màn ám, cái màn mà Samsung mà nó ám nhẹ hay ám nặng á, nó rất là dễ biết, là mình lên cái cam trước là mình sẽ biết ngay là cam trước của mình nó bị ngã màu ấy. Đây mọi người thấy không? Ví dụ như em bật cái cam trước lên, cam trước bên em mình sẽ thấy bị ngã màu. Cái khuôn mặt của mình, cái da của mình nó sẽ bị vàng hơn một tí. Đấy. Nhưng mà cái này á, nó vàng là nó vàng trên cái nền tảng của cái màn hình này thôi, chứ thực chất là cái độ sắc nét của cái ảnh, cái độ trung thực của cái ảnh nó chụp ra, ví dụ như mình gửi qua Zalo, Facebook cho người khác, hoặc là mình đăng ảnh lên mạng xã hội á, nó vẫn là sắc nét, nó vẫn là sáng rõ hết, chứ nó không phải là cái độ ám giống như trên cái màn hình này hiển thị nha mọi người nha. Tại vì mình chụp ảnh là mình chụp trên hệ thống mà. Đấy. Con này tất tần tật chức năng em bao full hết nha mọi người nha. Em đang bán ra cho con này là gọi là đầy đủ phụ kiện luôn á, tức là gồm có cốc, cáp sạc, ốp lưng này kia nọ, em bán ra chỉ mức giá là 3 triệu 200 ngàn thôi nha mọi người nha, 3 triệu 200 ngàn nha. Tính ra là nó rẻ hơn một con máy kia lên đến khoảng tầm 500 ngàn, 500, còn rẻ hơn một con máy đẹp 99 lên đến khoảng tầm hơn cả triệu đồng rồi. Đấy. Nhưng mà màn hình của nó vẫn sử dụng tốt, tốt full chức năng nha mọi người nha, gọi là sử dụng tốt full chức năng đấy. Tiếp đến mình sẽ đến những cái lô hàng thanh lý. Ở đây thì em sẽ có cho mọi người được hai cái máy thanh lý giá rẻ, đó là giảm giá thanh lý cho nó hết kho. Ở đây thì bên em sẽ có còn được hai cái Realme C55, phiên bản này là phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ 64GB. Đấy. C55 nha mọi người nha. Hàng này thì bên em sẽ bao cam kết cho mọi người là hàng zin can 99,9 luôn, tức là hàng gần như mới. Hàng này kiểu như là hàng trưng bày hoặc là hàng trôi bảo hành thôi. Phụ kiện bên trong thì em vẫn bao cho mọi người đầy đủ. Cốc sạc 33W Realme. Đấy, cáp sạc 33W.
một chiếc ốp lưng. Đấy, nói chung là phụ kiện là đầy đủ. Những dòng này thì bên em đang bán ra là 2.900.000, nhưng trong ngày hôm nay em chỉ còn có đúng hai cái máy màu đen thôi, em giảm thêm 100.000 một máy, em thanh lý cho nó hết kho lô hàng này nha mọi người nha. Tại vì cái hàng cận Tết đợt này về á thì bên em sẽ không có về được cái bản 64GB này nữa, mà nó sẽ về được cái bản RAM cao hơn, tức là bản 128GB, nó rơi vào là 3.200.000, tức là nó sẽ cao hơn con này từ 3 đến 400.000 nha. C55 thì tính ra cấu hình nó cũng khá là cao nha mọi người nha. Dòng C55 này nó sẽ có 3 bản, tức là bản RAM 4+4/64, bản RAM 6+6/128 và bản RAM 8+8/256 nha mọi người nha. Cái bản RAM 8 nó sẽ là bản cao nhất. Đợt này thì ở đây em chỉ còn có 2 cây RAM 4 thôi. Thực chất thì những dòng này cấu hình của nó khá là cao, về con chip cũng như là về cái đời máy của nó khá là cao. Những khách hàng mà chọn những cái bản RAM cao á thì chẳng qua mình sử dụng về mình lưu trữ nhiều, hay là mình chơi game chơi rồi mình cần những cái cây RAM nó cao. Còn những khách hàng ví dụ như mình sử dụng những cái tác vụ cơ bản như Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, hoặc là chơi game, đọc báo, xem phim, nghe nhạc này kia nọ, thì mình nên chọn những cái bản RAM 4 này. Không phải là tại vì em bán hàng của em mà em yêu cầu mọi người mua cái bản này, tại vì những cái bản này nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm 5-700.000, hoặc là trên nữa, so với những bản RAM 8 thì nó rẻ hơn gần 1 triệu đồng. Đấy. Nhưng mà chức năng con chip nó rồi nó như nhau hết. Mình chọn những bản RAM 8 về mà mình không chơi game, mình không lưu trữ hết 256GB thì thành ra nó phí rồi chứ không được. Thực chất là cũng không được gì. Tại vì bây giờ những cái con này RAM 4, bộ nhớ 64, những cái ứng dụng như là Zalo, Facebook, YouTube, chơi game nhẹ nhẹ, chơi phá phá hết, liên quân liên đồ chơi phá phá hết. Đấy. 64GB thì lưu trữ cũng khá là cao. RAM thì RAM 4+4 rồi, mình tương đương khoảng tầm RAM 8 rồi, tính ra nó cũng khá là ok rồi. Đấy. Realme C55, những con này em đang giảm thêm 100.000 nữa thì chỉ còn mức giá là 2.800.000 thôi nha mọi người nha. Thực chất ở đây chỉ còn có đúng 2 cây thôi. Em thanh lý luôn cho nó hết cái lô 4/64 để em về cái tiếp cái lô 6/128. Cái lô RAM 6GB, bộ nhớ 128GB hiện tại đã có mặt tại cửa hàng của em. Nhưng mà bên em cũng mới kiểm tra chỉ có qua có 1 ngày thôi. Thực chất nó là hàng zin hãng cũng giống như thế này luôn. Nhưng mà ít nhất gì bên em phải kiểm tra 2-3 ngày thì mới bán ra thị trường nha mọi người nha. Đấy. Ví dụ mình trải nghiệm cái độ bền, trải nghiệm cái độ xả pin, cũng như là mình đo tất cả các thông số trên máy nó phải chính xác 100% thì mình mới đưa ra được ngoài thị trường được. Đấy. Dòng này thì pin của nó sẽ được 5.000 nè. Đấy, bộ nhớ 64GB nè. RAM thì sẽ là RAM 4+4 như em vừa báo cho mọi người đó. RAM 4+4, màn hình thì khá là to, 6.7.2 inch nha mọi người nha. Pin thì được là 5.000, nó hỗ trợ sạc 33W, tức là cái bộ sạc em vừa giới thiệu cho mọi người đấy. Đấy. Camera sau của nó sẽ lên đến 64MP. Dòng này nó vẫn hỗ trợ cho mình 5G nhưng mà nó không có in cái logo 5G mặc định cho mình, tức là SIM 5G nó vẫn nhận SIM sóng bình thường nha mọi người nha. Đấy. Realme C55. Riêng cái bản RAM 4GB mà ở trên những trung tâm siêu thị mà người ta đang bán những cái mặt hàng mới ấy, thì những bản RAM 4GB này nó rơi vào khoảng tầm 3.600.000 đến 3.700.000. Những cái bản RAM 6GB thì đang bán khoảng tầm 4.100.000. Những cái bản mà máy cũ á, máy cũ thanh lý thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ vào luôn Google, em sẽ gõ luôn tìm kiếm cho mọi người xem ha. Đây, đây là trên một cái trang thương mại điện tử, trên một cái trang của hãng đây. Realme C55 này đang bán với mức giá là 4.190.000 cho bản RAM 6GB. Đấy. Mà bản RAM 4GB thì nó khoảng tầm 3.600.000 đến 3.700.000. Thì tính ra những cái bản này bên em thì nó bán là chỉ có 2.800.000 thì nó rẻ hơn được khoảng tầm 900.000 rồi nha mọi người nha. Nhưng mà phụ kiện vẫn như nhau nha. Phụ kiện em vẫn có là sạc 33W theo máy. Đấy. Tình trạng tính chất máy thì vẫn sẽ là như nhau. Hàng bên em thì nó gọi là hàng trôi bảo hành thôi. Máy đẹp như mới nha mọi người nha. Hàng này vẫn đẹp như mới. Cả miếng vân tay, nhận diện khuôn mặt đầy đủ, chế độ bảo hành 1 đổi 1 3 tháng. Mọi người mua hàng mới những trung tâm siêu thị chỉ được 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày thôi. Nhưng mà bên em là 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng cho máy lỗi luôn nha mọi người nha. Đấy. Ở đây em chỉ còn có 2 cây thôi. Em thanh lý cho hết lô nha. Những cái mặt hàng như là Note 10 LED nè, Note 10 LED em vẫn có nha, Note 10 LED có màu đa sắc nè và màu đen. Note 10 LED thì bên em nó hàng lỗi bút, tức là cái Bluetooth mà chụp ảnh từ xa của cái bút á thì bên em bị lỗi nha mọi người nha. Đấy. Thực chất bây giờ cái hàng Note 9, Note 10 thì không ai bao bút cả. Tại vì cái hàng này nó ra cũng mấy năm mà cái Bluetooth của cái bút thì nó hơi kém nữa. Một thời gian là nó lỗi ngay, thực chất là như vậy luôn. Đấy. Note 10 Plus nha mọi người nha, với mức giá sẽ là 5.900.000 cho full phụ kiện, máy đẹp can 98.9%. Em bao full chức năng nha mọi người nha. Samsung Note 10 Plus nha.
tất cả đều là bản hàng hết nha mọi người nha, tất cả đều là bản hàng hết ha. Samsung Galaxy Note 10 cộng. Dòng này thì cấu hình của nó cũng cực kỳ cao, thực chất những con máy mà nó không lỗi bút á, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 6 triệu mốt. Những con máy lỗi bút thì nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu chín. Mình giảm được 200 ngàn, nhưng thực chất cái chức năng Bluetooth trên cây bút á, em thấy có khách hàng nào mà sử dụng đâu. Hiện tại bây giờ là người ta selfie, người ta cầm và người ta selfie, chẳng ai mà để cái máy ở đây rồi xong rồi chạy ra 5-6 mét để mà selfie cả. Thực chất là như vậy. Ít ít có trường hợp đó mọi người. Dòng này cấu hình nó khá là cao rồi, Samsung Note 10 Plus. Thì quý khách hàng cũng có thể là chọn gõ cái tên của nó vào thôi, tại vì dòng này ngày hôm qua bên em giới thiệu cũng khá là kỹ rồi. Mình gõ giữa Samsung Galaxy Note 10 Plus phiên bản hàng là mình sẽ biết được ngay là cái cấu hình chi tiết của nó. RAM 12, bộ nhớ 256. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB. Thông tin điện thoại đây. Lên sẵn 2 SIM Note 10 Plus. Lên sẵn 2 SIM cho mình sử dụng thoải mái luôn. 5 triệu 9 nha mọi người nha. Dòng này ngày hôm qua em giới thiệu khá là kỹ rồi, cho nên ngày hôm nay em chỉ lướt qua thôi ha. Tiếp đến nữa ở đây thì em có thu được của khách một cây S10 Plus nha mọi người nha. Đây, một cái máy bản 2 SIM. 2 SIM này là 2 SIM mặc định nha mọi người nha, chứ không phải là mình lên sẵn 2 SIM ha. 2 SIM mặc định nha mọi người nha. Một cái máy màu xanh. Đấy, bản 2 SIM này, 2 SIM mặc định nha mọi người nha. Mặc định của nó sẽ là 2 SIM. Máy đẹp keng luôn, cả nhà em thấy là nó khá là đẹp nha mọi người nha. Đấy, máy đẹp keng luôn nha. Cái này thì theo cảm nhận của em thì em đánh đồng nó rơi vào khoảng tầm 99% nha. S10 Plus nha. Cái này bên em đang bán ra với mức giá sẽ là 4 triệu tư. Máy đẹp keng chính chính luôn. Cái này em đảm bảo cho mọi người là máy đẹp keng luôn. Bản 2 SIM mặc định ha. Tính ra là nó cao hơn có mấy hàng ngày hôm qua là 100 ngàn. Đấy, cao hơn 100 ngàn nha mọi người nha. Nhưng mà cấu hình của nó thì nó cũng ngang ngửa nhau thôi. Đấy, vẫn là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Nó vẫn hỗ trợ cái RAM Plus cho mình. Đấy, cái RAM Plus khoảng tầm 8GB RAM thì tương đương RAM 16GB nha. S10 Plus. Bản này thì nó sẽ chạy cho mình là Snapdragon 855 nha. Công nghệ màn hình vẫn là Dynamic AMOLED. Màu rộng sẽ là 6.4 inch, độ phân giải sẽ được là 2K cộng nha. Nói chung là so với nó với bản hàng thì cấu hình của nó là tương đồng nhau. Tại vì S10 Plus thì lúc nào cấu hình tương đồng nhau, nó chỉ khác nhau con chip thôi. Đấy, khác nhau con chip thôi. Còn về camera này kia nọ thì nó giống nhau cả. Đấy, giống nhau gần như là 100%. Chỉ khác nhau mỗi con chip thôi. Đấy. Còn lại tất tần tật, tất cả chức năng nó đều như nhau cả nha mọi người nha. Pin vẫn 4001, cho nên con ngày hôm qua thì em giới thiệu cái dòng bản hàng thì khá là nhiều rồi. Em chỉ con này nó chỉ khác nhau một cái là con này bản là 2 SIM mặc định, mình không phải chạy 2 SIM. Và con này nó chạy Snapdragon nha mọi người nha. Đấy, S10 Plus với mức giá sẽ là 4 triệu tư nha mọi người nha. Mình sẽ đến với một cái dòng hàng nữa mà bên em vừa mới về cập bến để phục vụ cho cái đợt Tết này cho quý khách hàng. Đó là LG V50. Đây là LG V50 Thinh Quy phiên bản full box về bên đã về bên em để phục vụ Tết rồi đây. Đợt này thì bên em về thêm được cái hàng V50 bản full box. Đợt trước này chỉ có bản máy trần thôi. Nhưng mà đợt này cái bản full box này nó rẻ hơn thêm 200 ngàn nữa. Nó giảm thêm được 200 ngàn. Thường thường thì em thấy những cái đợt cận Tết thì máy nó về nó sẽ mức giá cao hơn. Nhưng mà cái lô này thì em lại được cái mức giá giảm hơn. Tại vì lô này em về rất là nhiều. Đấy. Máy thì hoàn toàn gần như mới luôn. Hoàn toàn gần như mới luôn nha mọi người nha. Đấy. Từ khung xương bên ngoài cho đến bên trong, máy hoàn toàn em bao cho mọi người gần như mới luôn. Phụ kiện thì bên em tặng kèm theo, đó là một cái chiếc tai nghe của LG rồi cái đã nè. Đầu tiên là một chiếc tai nghe của LG. Tiếp theo nữa là một bộ cốc cáp sạc nhanh nha mọi người nha. Sạc này thì mình sẽ là sạc nhanh. Bên trong này sẽ gồm có sách hướng dẫn và que lấy sim. Thực chất là lấy cái que lấy sim thôi chứ sách hướng dẫn thì chắc cũng không ai cần. Đấy. Sử dụng điện thoại tới thời điểm bây giờ thì chắc không cần sách hướng dẫn nữa. Đấy. Đây là LG V50 Thinh Quy. Đầu tiên thì mình sẽ nhìn màn hình trước nè. Không có bất kỳ một cái điểm xước nhỏ luôn nha mọi người nha. Không có bất kỳ một điểm xước nhỏ luôn. Từ màn hình cho đến khung xương. Đẹp keng hết nha mọi người nha. Đấy. Kể cả nắp lưng luôn. Rất là đẹp nha mọi người nha. LG V50 Thinh Quy. Dòng này thì cấu hình của nó khá là cao. Thực chất dòng này bên em bán rất là nhiều rồi. Đầu tiên thì công nghệ màn hình của nó vẫn là màn AMOLED nha. Độ rộng sẽ là 6.4 inch. Nó là máy 5G nha mọi người nha, nó sẽ có cái logo 5G ở đây nè. Khi mình mở nguồn hoặc tắt nguồn nó sẽ nháy nháy ở đây nè. Đấy. Cảm biến vân tay nhận diện khuôn mặt đầy đủ nha. Nó sẽ hỗ trợ cho mình ba cái nút để kết nối màn hình phụ. Ví dụ như là quý khách hàng có điều kiện để mình mua thêm một cái màn hình phụ á. Cái màn hình phụ của nó thì như một cái ốp lưng thôi. Mình sẽ kết nối bằng ba cái phím này nè. Đấy, mình bỏ cái ốp lưng nó vào thì nó sẽ có hai cái màn hình lên như này.
Hai màn hình thì mình sử dụng hai tác vụ khác nhau nha mọi người nha. Em thấy cái màn hình phụ đó thì ở trên thị trường bán cũng khá là nhiều ấy. Đây là LG V50 Thinh Quy. Dòng này thì mình có thể tinh chỉnh được nhiều cái chế độ như là những cái nút thanh điều hướng này nè. Thanh điều hướng thì mình có thể kết hợp phím mình tinh chỉnh nó đi. Thấy theo mình làm sao cho mình quen thôi. Ví dụ như là mình quen bấm như thế nào thì mình điều chỉnh như vậy thôi. Đấy. Thường thường là bên em hay bấm như thế này thì bên em chỉnh như thế này. Đấy. Đây, LG V50 nha mọi người nha. Đấy. Dòng này thì cấu hình nó cực kỳ cao, màn hình rất là mượt. Nói chung là những con này về chơi game, chơi đồ là gọi là em bao cho mọi người là mượt hết luôn. Với mức giá bên em đang bán là full box như thế kia chỉ có 2 triệu chín thôi. Và đặc biệt chỉ có cái lô đợt Tết này thôi. Em thấy là chỉ có cái lô đợt Tết này nó mới có mức giá này thôi nha mọi người nha. Mức giá này khá là rẻ luôn, khá là hợp lý luôn. Đấy. Cam trước cam sau đẹp hết nha mọi người nha. Đấy, dòng này thì khá là đẹp. Còn về nói chung là về những cái tác vụ như là Zalo, Facebook, YouTube này kia nọ thì những cái tác vụ nó cơ bản rồi thì nó quá bình thường rồi, chạy gọi là mượt mà rồi đấy. Còn về những cái game như là những game nặng bây giờ như Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, Free Fire Mobile những cái nọ em bao cho mọi người là chiến game mượt mà luôn nha. Cam sau thì sẽ gồm có 3 cam, quay phim chụp ảnh là khá là rõ nét luôn. Đấy, rất là rõ nét nha mọi người nha. Có zoom, có góc rộng, có on cam đầy đủ hết nha mọi người nha. Đấy. Cam trước cam sau rõ nét, nói chung là đầy đủ tất tần tật, full chức năng 100%. Pin dòng này sẽ được là 4.000. Nó hỗ trợ sạc nhanh và bộ sạc nhanh bên em có tặng kèm luôn rồi nha. LG V50 Thinh Quy 5G. Đấy. Những cái khách hàng nào mà chuyên về xem phim với lại nghe nhạc á thì em nghĩ là nên chọn những con này, tại vì người ta hay gọi là cái Sony với cái LG á, nó là trùm về cái màn hình hiển thị rồi. Nói chung về cái màn hình hiển thị của nó gọi là trùm rồi. Còn về cái âm thanh của nó thì nó sẽ có thêm cái trình âm thanh Hi-Fi DAC nữa. Đó là cái trình nghe nhạc hay khi mình kết nối với loa, kết nối với Bluetooth hay là kết nối với tai nghe thì mình sẽ nghe được cái âm thanh nó sống động, nó chân thật hơn. Đó là cái Hi-Fi DAC này. Không phải máy nào cũng có được cái trình Hi-Fi DAC này đâu nha mọi người nha. Đấy. Với mức giá chỉ có 2 triệu chín thôi, em thấy là V50 Thinh Quy 5G thì nó là mức gọi là đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại nha. Thì quý khách hàng ở xa mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp em, đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi nha. Ngoài những cái dòng máy điện thoại thì bên em có thêm những cái dòng phụ kiện như là sạc dự phòng 20.000, 50.000 đầy đủ ha. Với mức giá sẽ là 350 và 650. Những cái dòng máy như A57 thì bên em cũng có thêm một số con máy thu cũ của khách. A57 thì bên em từ 2 triệu đến 2 triệu mốt thôi nha mọi người nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em. Quý khách hàng để xem là những cái video mới bên em hoặc là có thể là để nhận được những chương trình khuyến mãi thì mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo khi bên em lên video mới nhất nha.